Quê Hương Chen Channel xin chào quý vị, cảm ơn tác giả Quỳnh Giao, truyện quần Chúa Tân Nguyệt, tập 3. Chương 7, dịch Viễn buồn bực hết cả một ngày, không hiểu tại sao mẹ ruột của mình lại không giúp mình. Chàng thật sự giận quá sức, và cũng uất ức quá sức. Còn các lâm, thì cứ ở một bên an ủi khuyến khích chưa sao đâu bây giờ cũng chỉ mới dự định vậy thôi chứ có phải đã ban chiếu chỉ đâu chuyện này vẫn còn có cơ thay đổi chỉ cần tân nguyệt đến gặp thái hậu òn ỉ vài câu em nghĩ rằng phí dương cổ phí dương đầu gì cũng đều phải chịu đứng qua một bên hết cả do đó chuyện trước mắt không được chậm trễ là anh phải bỏ qua một bên tất cả những sự kiêu hãnh tự ái thể diện xấu hổ vờ vờ em cùng anh đi tìm tân nguyệt nếu như không đi tìm tân nguyệt cảm giác thất bại của dực viễn cũng không đến nỗi quá mãnh liệt sự tổn thương cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng thế nhưng bọn họ lại đến tìm tân nguyệt khi bọn họ tìm đến vọng nguyệt tiểu trúc nô đạt hải vừa mới bỏ đi không lâu tân nguyệt vẫn còn đang ở trạng thái đau lòng đứt ruột chán nản đến độ không còn muốn sống nước mắt nàng vẫn chưa khô trên má thần sắc ảm đạm thê lương, tất cả những biểu hiện đó trên gương mặt nàng càng làm cho các lâm và dược viễn tin chắc rằng đó là một bằng chứng hùng hồn nhất, chứng minh rằng Tân Nguyệt không chịu sự chỉ hôn đó. Thế là, các lâm chụp lấy đôi tay của Tân Nguyệt, nói bằng một giọng kích động, thay vì ở đây mà khóc, tại sao mình không suy nghĩ để tìm ra một biện pháp? Chị xem, chị bây giờ đã là một phần của gia đình nhà này rồi. Cho dù như thế nào đi nữa, Tôi cũng không muốn chị bị gã đi nơi khác. Bây giờ tôi chỉ cần chị nói một lời. Chị cũng đừng nên xấu hổ nữa. Tình cảm của chị đối với Dực Viễn như thế nào? Tân Nguyệt ngẩng lên nhìn các Lâm. Đôi mắt nàng chứa đầy sự hoảng hốt, kinh hoàng. Nàng thật sự không biết phải trả lời thế nào cho phải. Dực Viễn thấy các Lâm đã nói một cách thẳng thừng như thế. Chàng cũng vượt thoát ra khỏi cái vỏ tự ái bình thường của mình. Chàng tiến lên một bước, nói một cách cuốn quyết rằng. Tân Nguyệt, chuyện này có liên quan đến hạnh phúc một đời của chúng ta, cô có thể tranh đấu, tôi cũng có thể tranh đấu. Nếu như tôi có một chút xíu địa vị nào đó trong lòng cô, cô hãy mạnh dạn tỏ bày cho tôi biết, tôi sẽ đi năn nỉ mẹ, vào cung thêm một lần nữa, để thương lượng với Thái Hậu, Tân Nguyệt hoảng hốt thụt lùi lại thật nhanh, sắc mặt nàng càng trắng bệch hơn nữa, ánh mắt đông đầy sự kinh hoàng, không không không. Anh, 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 tôi, tôi, tôi. Nàng khổ sở không nói nên lời, cô nàng cắt lâm trực tính nóng nảy la to, đừng có ở đó mà anh anh anh, tôi 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 gì nữa hết. Nước mắt của chị đã chứng minh hết tất cả mọi chuyện rồi. Rõ ràng là chị không muốn rời khỏi gia đình chúng tôi mà. Phải không, điều đó dĩ nhiên, ánh mắt dực viễn long lanh tia sáng hy vọng, chàng lệ làng tiếp lời, vậy thì, cái sự không muốn rời khỏi gia đình này đó của cô, cũng có cả tôi trong đó chăng? Tân Nguyệt nói gần như năn nỉ, hiện giờ, tâm tình của tôi rất rối loạn, hôm nay chúng ta không nói chuyện này, được không? Dực viễn nói một cách nóng nảy, tại sao lại không nói chứ? Nước đã tới trôn rồi, cô còn không gấp nữa sao? Các lâm tiếp lời, đúng vậy. Chị chỉ cần nói những suy nghĩ trong lòng chị, chúng tôi không cần chị ra mặt đâu. Chúng tôi sẽ làm hết cho, các lâm lại đưa tay ra nắm lấy cánh tay nàng, nói rằng chị nhìn nhận cho rồi đi chị thích anh tôi mà phải không phải không tân nguyệt mở thật to đôi mắt mở thật to chiếc miệng nhỏ của mình bàn hoàng chấn động chỉ trong khoảnh khắc đó nàng đã hiểu ra được một điều nếu như mình không mạnh dạn xuống tay chém đứt mối rối bồng bông này thì e rằng chuyện sẽ càng ngày càng tệ sự tổn thương đối với dực viễn chỉ e là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng nàng cắn răng nhìn thẳng vào dực viễn la to lên rằng các người tha cho tôi được không đừng nên tự mình nói những lời mình muốn rồi rồi nghĩ là tôi cũng muốn như thế được không tôi nhìn nhận là hơn nửa năm nay tôi ở nhà của các người tôi thật sự yêu thích mọi người như người trong gia đình của tôi thế nhưng tình cảm đó chỉ vỏn vẹn như thế tôi đối với anh không hề có xen lẫn chút tình cảm nam nữ nào trong đó cả được chưa được chưa các Lâm nói một cách cuốn quyết và lo lắng, có thể là tại vì ngay chính chị cũng chưa biết rõ được lòng mình. Chúng tôi không phải đến đây để chất vấn chị có ý nghĩ gì bất chính đâu. Cho dù chị có yêu thích anh tôi, thì đó cũng chỉ là một chuyện rất bình thường, chị đừng nên có mặt cảm tội lỗi, trai chưa vợ, gái chưa chồng mà, tân nguyệt cuốn quyết, nước mắt bất giác lại trào ra không kềm chế được, tôi có nói tôi thích đâu tôi phải làm sao để có thể làm cho các người hiểu được rằng tôi, tôi, nàng trừng mắt nhìn dực viễn, rút cuộc cũng buộc miệng nói rằng. Cho dù Thái Hậu chỉ hôn hay không chỉ hôn, giữa tôi và anh cũng không hề có chuyện gì xảy ra, bây giờ không có, mà trong tương lai cũng sẽ không bao giờ có, dực viễn mở thật to đôi mắt. Gần như không tin ở những gì mình nghe được. Sau đó, chàng quay người lại, như một con thú bị thương, chàng loạn choạng xông thật nhanh ra phía cửa. Trên đường đi, chàng kéo đổ chiếc kỹ trà, lại đá văng cả chậu hoa, làm phát ra những tiếng kêu binh bông binh bông in ỏi. Các lâm đau lòng vô hạn, nàng rớt nước mắt gầm lên với Tân Nguyệt rằng, tại sao chị lại có thể tàn nhẫn đến như thế được vậy? Tại sao lại nói những lời như thế chứ? Cho dù chị không thích anh ấy, chẳng lẽ chị không lựa được những lời lễ quyển chuyển hơn để nói hay sao? Thế nhưng, Rõ ràng là chúng ta chơi với nhau rất vui, rất tốt kia mà, sao chị lại không chịu dịch viễn, mà đi chọn cái tên phí dương cổ là một người chị chưa hề thấy mặt bao giờ thế kia. Chị, thật là chị làm tôi tức chết đi được. Chị thật là một người kỳ cục, không giống ai, la xong, nàng nghẽo mông một cái thật mạnh, quay người lại, nàng cũng chạy ra cửa đuổi theo dịch viễn, tân nguyệt mệt mỏi ngã nhào xuống ghế, dùng hai tay ôm lấy đầu, khổ sở vân na và mãn cổ thái lặng lẽ đứng canh phía ngoài cửa không một ai dám bước vào làm phiền nàng thế nhưng chuyện không chỉ dừng ở đấy đêm đó dực viễn tự mình đổ rượu cho mình say túy lúy làm kinh động đến lão phu nhân nô đạt hải nhạn cơ và cả nhà các lâm nghĩ tới nghĩ lui tự nhận thấy rằng tân nguyệt không thể nào vô tình với dực viễn như thế trong chuyện này nhất định là phải có gì đó nhạn cơ có thể là đầu mối của chuyện này các lâm là một cô gái trực tính nghĩ sao nói vậy thế là nàng tìm đến hỏi nhạn cơ có phải nhạn cơ đã bảo tân nguyệt cự tuyệt dực viễn hay không nhạn cơ nghe xong giận đến tím cả mặt trong cơn giận dữ nàng không nhịn được kéo các lâm đi thẳng đến vọng nguyệt tiểu trúc nhìn thấy tân nguyệt nàng lập tức nói bằng một giọng hung hăng cô nói rõ cho các lâm biết có phải là tôi bảo cô cự tuyệt dực viễn hay không Tân Nguyệt nhìn thấy nhạn cơ dữ dằn như thế, đã cảm thấy kinh hoàng, thất sắc, lùi lại phía sau một bước, nàng hoảng hốt nói một câu, tại. Tại sao lại nói như thế, nhạn cơ nói bằng một giọng giận dữ, cô hỏi tôi tại sao? Tôi còn đang định hỏi cô tại sao đây? Cái nhà này của chúng tôi. Người thì si tới xỉn, kẻ thì ngố tới ngáo, đứa thì ngu, tới, tới. Cho nên mới tạo ra nông nổi này cho dù dực viễn không biết trời cao đất dày là gì nhưng nó cũng còn có mẹ là tôi dạy bảo tại sao cô lại nói chi những lời làm cho nó đau khổ như thế tân nguyệt lắp bắp nói tôi tôi không có ác ý làm dực viễn cảm thấy bị tổn thương thật không phải là chuyện mong muốn mà chỉ là bất đắc dĩ thôi nếu như hôm nay không làm tổn thương anh ấy thì chỉ e rằng sau này sự tổn thương còn nặng hơn nữa tôi tôi thật sự không biết phải làm thế nào tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người. Xin mọi người đừng giận, nhạn cơ nuốt giận nói, bất đắc dĩ. Nói nghe thật là hay nhỉ. Cô giữ mình trong trắng như thế, cao sang quyền quý như thế, nhà chúng tôi chỉ toàn là những thứ tai họa, chỉ e rằng sẽ làm tổn thương thanh danh của quần chúa. Tôi thấy cái miễu nhỏ của nhà này, không thể nào thờ nổi vị đại Bồ Tát là cô đâu, gương mặt của tâm nguyệt trắng nhật đến thê thảm cả người nàng run rẩy tôi hiểu rồi ngày mai tôi sẽ vào cung gặp thái hậu nhất định là tôi sẽ cố gắng dọn trở vào cung càng sớm càng tốt các lâm kêu lên mẹ tại sao lại làm cho chuyện trở thành nghiêm trọng đến thế nhạn cơ nhìn thẳng vào tân nguyệt giọng nàng như có lửa vào cung để dâng cáo trạng lên thái hậu chăng cô hạ tất phải làm những chuyện như thế cô thừa biết rằng cô là một hòa thạc quần chúa cao quý chúng tôi vâng chỉ hầu hạ cô vốn đã vô cùng cẩn thận chỉ sợ mình có làm điều gì sai sót bây giờ cô lại đòi dọn trở về cung cô muốn thái hậu và hoàng thượng nghĩ về chúng tôi như thế nào chẳng lẽ chúng tôi đã tận tậm tận lực như thế mà lại còn phải mang vào người cái tiếng là hầu hạ không chu đáo nữa hay sao chưa hề bao giờ biết được rằng nhạn cơ lại có tài ăn nói đến như thế càng không bao giờ biết rằng nàng lại hung hăng đến như thế Tân Nguyệt ngớ người ra, bị nhạn cơ đốc chát đến nói không nên lời. Thế nhưng nàng hiểu rõ được một điều, trong thế giới của nhạn cơ, đã không dung túng được cho sự tồn tại của mình. Nàng chưa kịp trả lời, Vân Na lúc đó đang đứng hầu một bên, không nhìn được buộc miệng hỏi, như vậy, theo ý của phu nhân. Muốn như thế nào, nhạn cơ trả lời một cách nhanh chóng, khu vọng Nguyệt Tiểu Trúc này, lâu đài đình cát, mọi thứ đều đầy đủ, đồ ăn thức uống, cũng chẳng thiếu một món nào. Không biết quận chúa có gì không vừa ý chăng, được, Tân Nguyệt lập tức tiếp lời, vì tâm tình quá kích động, nàng không kềm được sự run rẩy trong giọng nói. Bây giờ tôi mới thật sự hiểu rõ, bắt đầu từ giờ phút này, tôi sẽ chỉ ở trong vòng nguyệt tiểu trúc, giữ một khoảng cách với gia đình mọi người. Trừ phi có chuyện thật quan trọng, nếu không, tôi sẽ không bao giờ bước ra khỏi khu vườn này, được chưa? Các lâm la lên, thật là kỳ cục quá lắm. Làm sao lại có thể như thế được, nhạn cơ nói thật lớn tiếng, thì hãy theo ý của quận chúa mà làm. Ẩm thực giặc vũ, tôi sẽ đưa người tới để lo liệu, mãn cổ thái không nhịn được nữa, chàng xông tới trước một bước, la lên, thật là quá quắc lắm. Tại sao lại đối với quận chúa như thế? Làm như thế có khác nào giam lỏng cô ấy? Thật là quá quắc lắm. Nếu có giỏi thì các người hãy tự quản lý lấy người nhà của các người, đừng cho bọn họ đến đây quấy nhiễu quần chú nữa. Sắc mặt của nhạn cơ, thoát cái từ đỏ đổi sang xanh, trông thật vô cùng khó coi, Tân Nguyệt lập tức quay đầu sang, trừng mắt nhìn mãn cổ thái, giận dữ, nàng dùng giọng nói thật trung rẩy, ra lệnh, mãn cổ thái. Ngươi thật là lớn gan, đây là chỗ để cho ngươi nói chuyện chăng? Ngươi quỳ xuống tự vả miệng cho ta, dạ, mãn cổ thái quỳ sụp xuống, tự đưa hai tay lên tác vào hai bên má mình nghe bóp bóp. Chàng là một người tính thẳng như ruột ngựa, nghĩ không ra tại sao chuyện lại xảy ra đến nông nổi này. Chàng cảm thấy bất bình cho Tân Nguyệt. Nhưng khổ một nỗi là mình lại không có lập trường nói chuyện, và cũng giận Tân Nguyệt, tại sao không chịu nói ra sự thật, mà lại chịu thiệt thòi như thế. Chàng đem tất cả những sự uất ức và bất bình đó, phát tiết ra hết lên người mình do đó, chàng đánh thật mạnh, thật đau vào má mình. Đáng đến hai bên nghe lóc bớt, lóc bớt, ô y trong mắt Tân Nguyệt nhanh chóng dâng lên một màn lệ mỏng. Nhạn cơ hừ lên một tiếng, nét mặt khinh khỉnh, quay người đi ra khỏi phòng. Các lâm không hiểu vì sao, nàng vô cùng kích động, dậm chân la lên rằng. Tại sao lại làm ra đến nông nổi này vậy? Tại sao ai cũng tỏ ra giận dữ như thế kia? tại sao mọi người lại tỏ ra kỳ cục như vậy chứ? Tôi không hiểu, tôi không hiểu ai cả, khắc thiện từ phía nhà trong đi ra, nhìn thấy kinh hoảng, thằng bé phóng như bay tới ông lấy hai tay của mãn cổ thái, vừa khóc vừa kêu, tại sao lại đánh sư phụ của em? Chị! Tại sao chị lại phạt mãn cổ thái chứ? Mãn cổ thái là sư phụ của em mà, nước mắt của Tân Nguyệt, bất giác tuôn xuống như những giọt mưa rơi, lăn dài lên má, bắt đầu từ hôm đó tân nguyệt tự mình phong tỏa mình lại nàng gần như không bước chân ra khỏi cửa chỉ trong những lúc buồn khổ cùng cực nàng mới cưỡi con lộc nhi đi ra phía ngoại ô phóng như điên như cuồng mãn cổ thái lúc nào cũng lặng lẽ đi theo nàng giữ một khoảng cách xa xa bảo vệ nàng nhưng không bao giờ dám làm kinh động nàng nô đạt hải cố gắng tự kềm chế lấy mình không đến vọng nguyệt tiểu trúc không đi thăm tân nguyệt không hỏi gì về Tân Nguyệt, thế nhưng chàng lại không có cách gì không nghĩ đến Tân Nguyệt. Cũng may, con người còn có một căn mật thất của riêng mình. Không một ai có thể nhìn lén được, đó là nội tâm. Và như thế, Nô Đạt Hải tự ở trong căn mật thất của mình, tưởng nhớ đến Tân Nguyệt một cách khổ sở, Tân Nguyệt tự giam mình trong vòng nguyệt tiểu trúc, Nô Đạt Hải cũng tự giam mình trong căn mật thất đó. Một người đón gió rơi lệ, một kẻ nhìn trăng thở dài hai người cách nhau một bức tường cao thế nhưng lại như cách nhau một đỉnh trời xa không ai có cách gì bay vượt qua được đối với cả nhà nô đạt hải và tân nguyệt mà nói mùa đông năm nay trở nên chậm chạp và nặng nề thời gian dường như kéo lê từng ngày từng ngày một sau đó mùa xuân lại đến năm mới vừa qua đi không lâu dực viễn được hoàng thượng ban cho chức ngự tiền thị vệ bắt đầu cùng đi với Nô Đạt Hải vào châu triều mỗi ngày. Cả hai cha con cùng được sự trọng dụng của Hoàng thượng, danh vọng của Nô Đạt Hải như mặt trời vào lúc giữa trưa. Tiếp theo đó, ngự chỉ của Thái Hậu truyền tới. Tất cả những sự âu lo ngấm ngầm đều đã thành sự thật, Tân Nguyệt được chỉ hôn cho phí dương cổ, đồng thời, dực viễn và các lâm. Cũng đều được chỉ hôn. Người vợ tương lai của dực viễn là quận chúa Cố Sơn tên gọi Xuân Nhã, người chồng tương lai của các lâm là bối tử tên Pháp Lược, ngày thứ hai sau khi ngự chỉ được ban xuống, Nô Đạt Hải dẫn Tân Nguyệt, các lâm và dực viễn vào cung tạ ân. Đây là lần đầu tiên Nô Đạt Hải gặp lại Tân Nguyệt sau mấy tháng trời dằn dặt. Tân Nguyệt đã cởi bỏ lớp áo tan, nàng mặc một chiếc áo màu đỏ thắm. Trước ngực nàng là sợi dây chuyền Tân Nguyệt không lúc nào rời khỏi cổ. Gương mặt nàng có đánh chút phấn hồng thật nhẹ, đôi môi sông mỏng công công nàng ngồi đoan trang trong cổ xe ngựa nhàn sắc gần như trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa tạ ân sông, bốn người lại ngồi xe ngựa trở về nhà người nào người nấy đều tâm sự trùng trùng tân nguyệt cúi thấp đầu xuống trong lòng như trường giang dậy sóng cuồn cuộn phong ba nhưng gương mặt không hề có một biểu lộ gì nàng ngồi đó như một pho tượng đá không cả nhúc nhích động đậy nô đạt hải nhìn thấy tân nguyệt như thế trong lòng chàng đau như dao cắt trăm ngàn mối thương cảm giao nhau sự xúc động của tình cảm sự phức tạp của tâm tư gần như không biết phải làm thế nào cho phải dực viễn nhìn thấy nét đẹp thoát trần đó của tân nguyệt nghĩ đến việc nàng sắp lên xe hoa về với phí dương cổ chàng vừa ghen vừa hận các lâm nghĩ đến việc khi xưa cả bốn người cưỡi ngựa đi dạo chơi như thể mới hôm qua không ngờ ngày vui qua mau chuyện buồn lại tới tấp bất giác trong lòng dân lên trăm ngàn mối thương cảm, u hoài. Và như thế, cả bốn người đều lặng lẽ ngồi, không ai buồn nói một lời. Tiếng bánh xe quay lốc cốc, lốc cốc, như thể nghiến nát tâm tư của từng người. Đột nhiên, dực viễn không kềm được sự nóng nảy trong lòng, chàng cất tiếng nói với Tân Nguyệt, cô cấm cùng mấy tháng, giữ gìn chặt chẽ đến độ ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được, giữ gìn mình ngọc khiết băng thanh như thế, bây giờ cũng đã đợi được tới ngày ngự chỉ, nay hẳn là khổ tận cam lai, vui vẻ như chim thoát khỏi lòng rồi, phải không? Tân Nguyệt chấn động bàn hoàng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt nàng nhìn vào dực viễn, chứa đầy sự cay đắng khổ sở, gần như không tin rằng đây. Là một dực viễn mà nàng đã từng quen thuộc. Các lâm kêu lên, dực viễn. Đừng nên đem những sự bực tức trong lòng của anh mà đổ trút lên đầu người khác, dực viễn hừ lên một tiếng lạnh lẽo, bực tức. Anh có gì mà phải bực tức? Chỉ hôn cho anh, dù sao cũng là một vị quận chúa kia mà, gương mặt của nô đạt hải xanh mét, giọng nói chàng chứa đầy sự giận dữ, dực viễn. Con im miệng đi, dực viễn không chịu im miệng, không dễ gì mới có cơ hội này, con phải tạ tội với Tân Nguyệt. Người ta ở nhà mình gần một năm dài, thế mà có hơn nửa thời gian bị giam lỏng ở một chỗ. Trước nhất là vì bệnh thương hàn của khắc thiện, sau lại vì muốn tránh cái bệnh ôn dịch là con trong lòng con thật sự là không yên ổn chút nào dực viễn chưa nói dứt lời nô đạt hải đã đưa chân đạp ầm vào cánh cửa một cái bật tung ra mọi người đều giật mình kinh hoảng nô đạt hải đã chồng người ra phía ngoài kêu phu xe thật lớn tiếng dừng xe a à sơn dừng xe a à sơn vội vã thắng xe lại không biết đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nô đạt hải chụp ngay lấy ngực áo phía trước của dực viễn nạt lên giận dữ rằng, mi xuống xe ngay cho ta. Ra phía trước ngồi với A Sơn. Dược viễn giận tím mặt, một mặt nhảy xuống xe, một mặt cũng kêu lên bằng một giọng hầm hầm, con không ngồi chỗ nào hết, con đi chỗ khác, để khỏi làm chướng mắt mọi người, kêu xong, chàng xông thẳng vào con đường lớn trước mặt, hút bóng thật nhanh, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Lần này, ba người trên xe lại càng lặng thinh không một tiếng động, đoạn đường về nhà dài như thế kỷ, thế nhưng cuối cùng rồi cũng tới. Tân Nguyệt về đến vọng Nguyệt Tiểu Trúc, bèn vội vàng lột đi chiếc nón vuông hoa trên đầu xuống. Cởi đi đôi quốc, để chậu hoa ra, sau đó nàng đi thẳng ra chuồng ngựa. Nhảy lên lộc nhi, nàng kéo mạnh dây cương, phóng thẳng ra phía ngoài ôm một cách điên cuồng. Tất cả những quốc ức, phiền muộn chất chứa trong lòng nàng, đã sắp làm cho cả người nàng muốn nổ tung lên nàng thúc ngựa phóng nhanh sau một trận phi như điên như cuồng không biết đã phóng bao lâu và cũng không biết đã phóng về phương nào cuối cùng nàng phát tiết đã đủ đã mỏi thắng ngựa lại nàng mới phát giác ra mình đang ở trong một rừng cây hoang vu vắng vẻ nàng ngửa đầu lên trời đột nhiên trong khoảnh khắc đó dùng hết tất cả sức lực trong người nàng hướng về phía trời cao kêu lên thật to rằng nô đạt hải nô đạt hải Nô Đạt Hải. Nô Đạt Hải, kêu đến khản cả giọng, mất hết tiếng, nàng gục đầu xuống trên lưng ngựa. Đột nhiên, nàng cảm thấy phía sau lưng mình có một thứ tiếng động nào đó, có một thứ lực lượng nào đó thu hút lấy nàng, nàng quay phát đầu lại, nhìn thấy Nô Đạt Hải đang ngồi trên lưng ngựa, chết trân, thẳng cứng, đôi mắt chàng như hai ngọn lửa. Trân trối nhìn nàng không chớp mắt, cả hai người cùng nhìn nhau, thiên địa vạn vật, trong lúc này đều hóa thành hư vô tất cả đều không còn tồn tại họ chỉ còn có nhau và như thế họ đứng đó nhìn nhau nhìn nhau nhìn nhau sau đó cả hai cùng phóng người xuống ngựa phóng thẳng về phía nhau cả hai thân hình chạm vào nhau xiết vào nhau thật chặt thật chặt như hỏa diệm sơn bùng nổ như sóng cả vỗ bờ như hai hành tinh chạm phải nhau đem đến sự chấn động kinh thiên động địa và cũng đem đến những tia lửa tung tóe kinh thiên động địa. Ôi môi của cả hai người cùng áp chặt vào nhau, thật chặt, thật chặt, cùng nhiệt và tham lam cuốn quít lấy nhau, hừng hực và nóng bỏng xoay tròn lấy nhau. Nô Đạt Hải một mặt hôn nàng, một mặt thấp giọng thì thầm khổ sở, trời ạ. À, ta phải làm sao mới có thể tránh khỏi nàng? Ta phải làm sao mới có thể không yêu nàng? Ta là một người đã từng trải qua trăm ngàn trận chiến, Thế nhưng mấy tháng trời nay, cuộc chiến tranh của giữa ta và ta lại quá đau khổ và khốc liệt như thế này. Ta phải làm sao bây giờ? Tân Nguyệt. Tân Nguyệt. Đến gần nàng. Ta sẽ tan xương nát thịt, rời xa nàng, ta cũng sẽ thịt nát xương tan. Ba hôm sau, Nô Đạt Hải tự động dân biểu xin được ra chiến trường, đi Vu Sơn đánh quỳ đông thập tam gia quân. Vu Sơn địa thế hiểm trở, thập tam gia quân kiêu dũng thiện chiến quân thanh đã nhiều phen bị thua xiển liễn trong trận đánh trước đây cẩm sâm tướng quân đã tử trận toàn quân tan rã sự dấn thân anh dũng của nô đạt hải làm cho hoàng thượng vô cùng cảm động ngài phong cho nô đạt hải làm định viễn đại tướng quân ba hôm sau xuất binh lên đường ra chiến trận Quê Hương Chen nồ xin chào quý vị. Chương 8, lần này Nô Đạt Hải, tự động dân biểu, có hai người cùng tan nát con tim. Một người là Nhạn Cơ, một người là Tân Nguyệt. Trước khi Nô Đạt Hải ra đi, Nhạn Cơ và Tân Nguyệt đều cùng có những lời nói riêng với Nô Đạt Hải. Nhạn Cơ vừa giận vừa oán, vừa ghen vừa hận, vừa sợ vừa tức, nhưng vẫn không thể không vừa khổ vừa thương. Lắc mạnh Nô Đạt Hải, nàng kích động la lên rằng, anh thà rằng đi vào chỗ chết, chứ cũng không muốn trơ mắt ra nhìn cô ta về làm vợ người khác, phải không? Anh đã bị cái mối tình hoang đường đó. Làm cho không còn một chỗ để dung thân, không còn một nơi để trốn tránh, cho nên mới tự động dân biểu, xin ra chiến trường giết giặc, phải không? Anh cố ý đi tìm cái chết, anh cố ý tự sát mà, phải không? Anh phải nói thật rõ ràng cho em biết, phải nói rõ cho em biết là anh có còn trở về nữa hay không nô đạt hải nhìn nhạn cơ thật bi ai chàng cất giọng nói với nàng bằng một giọng nói trầm thống nhưng chân thành anh có lỗi với em chuyện đã đến nước này nếu như anh không thành thật nói ra những tiếng nói của lòng mình thì anh lại càng có lỗi với em hơn đúng vậy anh đã bị cái tình cảm này dày vò đến tim gan tan nát tất cả những lời lẽ hơn thì của em anh đều đã phụ phàng hết rồi đi đến nước này, sự đau khổ to lớn nhất trong lòng anh, không phải là không được tân nguyệt, mà là vì sự đau khổ của nàng, sự đau khổ của em, và sự đau khổ của dực viễn, sự đau khổ của cả ba người, cũng giống như một vũng lầy sâu hút, làm cho anh bị vướng mắt lúng sâu, anh càng vùng vẫy, thì lại càng chìm xuống sâu thêm, thế nhưng anh không muốn mình sẽ bị dìm xuống như thế. Anh vẫn còn muốn tìm đường sống. Do đó sự tự động dân biểu đi ra chiến trường lần này không phải là đi tìm cái chết mà nó là một sợi dây cứu rỗi có thể kéo anh thoát khỏi vũng lầy sâu hút đó chàng nhìn nàng thật sâu thật sâu khi anh đánh thắng trận chiến này anh sẽ sống lại như một người mới đi vào đất chết mà sống sót trở về anh sẽ là một người hoàn toàn mới hãy để anh đem cái con người hoàn toàn mới đó trở về đây để gặp em vậy nhạn cơ đứng chết chân ở đó cả người nàng chấn động bàng hoàng trong lòng nàng có một câu nói nếu như anh đánh thua thì sao thế nhưng trong đêm trước ngày ly biệt những lời nói bất tường như thế nàng không có cách chi thốt được thành tiếng tân nguyệt đối với nô đạt hải có một biểu lộ mãnh liệt hơn nhiều khi không có một người nào ở bên mình nô đạt hải nàng bước nhanh đến bên chàng dùng ánh mắt chứa đầy sự van xin cầu khẩn nhìn chàng thật sâu thật sát dùng một giọng nói run rẩy khẩn thiết nói rằng em đã sai lầm em sẽ không bao giờ quyến rũ anh nữa được không từ đây về sau anh không cần phải trốn tránh em không cần phải trốn chạy em em sẽ trốn tránh anh em sẽ trốn chạy anh rời khỏi anh được không được không chỉ mong anh van anh đừng đi đánh trận chiến này xin anh nói cho em biết em phải làm như thế nào mới có thể không làm cho anh tan xương nát thịt xin anh cho em biết Chàng cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, đừng nên như thế, anh sẽ không tan xương nát thịt đâu, anh sẽ sống mà trở về. Cuộc chiến tranh này có thể làm cho anh thay xương đổi cốt, rời xa nổi khó khăn, sự ra đi này sẽ cứu anh, và cũng sẽ cứu em, đó là biện pháp giúp cho cả hai chúng ta không cùng bị hủy diệt. Em hiểu không, nàng lắc đầu quầy quậy, nước mắt chảy đầy mặt, không hiểu. Không hiểu em chỉ biết rằng anh sẽ đi vào một chỗ nguy hiểm nhất trên cõi đời này em không muốn anh đi em không để cho anh đi nàng dùng vòng tay câu lấy cổ chàng nhìn vào mắt chàng thật sâu thật sâu anh đi rồi em phải làm sao đây thái hậu sẽ đón em trở vào cung không lâu sau em sẽ được gả đi anh không thể nào không đi được sao chàng nói một cách khẳng định đúng vậy ngay cả ý trời cũng không thể nào cản anh lại được Tân Nguyệt nhìn chàng, đầu óc u u mê mê, sự đau khổ trong đôi mắt, phút chốc hóa thành một ngọn lửa cháy bừng bừng. Nàng dùng đôi tay vòng lên cổ chàng, kéo mạnh xuống, chàng bất giác cúi công người xuống, nàng nhón gót chân lên, dùng đôi môi nóng bỏng của mình, áp chặt vào đôi môi chàng. Nô Đạt Hải lập tức đưa tay ra, định đẩy nàng rời khỏi mình, thế nhưng, cánh tay đưa ra, lại trở thành vòng tay ôm xiết. Đầu óc chàng trở nên rối loạn, tình ý chàng trở nên mê cuồng, tan chảy trong sự biểu lộ tình cảm nóng bỏng, cuồng nhiệt như lửa đốt của nàng. Một lúc sau, chàng đột nhiên tỉnh lại, cố gắng đẩy nàng ra, chàng thở hào hỉnh, nói, em mới vừa nói, sẽ không bao giờ quyến rũ anh nữa, em không hề quyến rũ anh, em dùng toàn bộ tâm hồn để yêu anh, cho dù đó là sai hay đúng gì đi nữa, em cũng không thể nào lo được nữa. Anh muốn đi tham gia cuộc chiến này, em không đủ sức cản trở, trái tim của em tình yêu của em anh cũng không thể nào cản trở được xin em đừng nên nói những lời như thế nữa từng lời từng câu nói của em sẽ xé nát anh ra thành từng mảnh vụn sẽ hủy diệt anh đến tận cùng hủy diệt anh cũng không sao thế nhưng em thì sao lúc trước một tay anh cứu em bây giờ anh không muốn cũng chính tay mình hủy diệt em em biết đó trên chiến trường anh là một vị tướng quân thế nhưng trên tình trường anh chỉ có thể làm một tên lính đào ngũ tên lính đào ngũ đó làm cho tự bản thân anh cũng cảm thấy chán ghét mình vô cùng do đó anh muốn ra đối diện với chiến trường chiến trường là nơi chốn quen thuộc của anh khi anh đi rồi nếu như em có thể lĩnh hội được sự giằng co khổ sở trong trái tim anh thì xin em hãy cố gắng bảo trọng lấy thân nói xong chàng không đợi cho nàng có cơ hội mở miệng đã quay đầu lại bước từng bước thật dài bỏ đi thật nhanh hôm nô đạt hải dẫn đại quân rời khỏi thành bắc kinh tân nguyệt cưỡi con lộc nhi đi theo đại quân một đoạn đường thật dài cuối cùng khi biết rằng không thể đi theo được nữa nàng đành phải thắng cương ngựa dừng lại đưa mắt nhìn trừng trừng theo đại đội người và ngựa rầm rầm rộ rộ tiến thẳng về phía trước càng đi càng xa càng đi càng mờ mịt cuối cùng mất hút ở phía cuối đường thiên lý trái tim của nàng cũng hóa thành khói cũng hóa thành sương theo chàng mà đi mất hút tiếp theo đó là những tháng ngày chờ đợi dài dằng dặc và đầy sợ hãi đối với mọi người một tháng sau mỗi ngày dực viễn từ trong triều đình bắt đầu lục tục đem về những tin tức mới nhất từ chiến trường có liên quan đến nô đạt hải những tin tức đó càng lúc càng tệ càng lúc càng bóp chặt lấy trái tim của tất cả mọi người nghe nói đại quân của cha mười ngày trước đã bị đại bại ở trại thiên trì bị thất thoát rất nhiều người ngựa hôm nay có tấu chương khẩn cấp đưa về đội quân của cha và thập tam gia quân trước hết đánh nhau ở trại thiên trị bên ta bị bất lợi tiếp theo đó lại đánh nhau bảy ngày bảy đêm dưới chân núi vu sơn phó tướng quân nạp na chết trận ba vạn đại quân của cha bây giờ chỉ còn lại có vài ngàn người đã lui về cố thủ ở khu vực hoàng thổ ba chờ đợi quân cứu viện hôm nay lại có tin khẩn cấp đưa về nói rằng cha không đợi được viện binh lại đã xuất quân đánh lên vu sơn nữa rồi nghe nói cha đã bị thập tam gia quân đánh dồn vào trong sơn cốc của cửu khúc sơn không biết tình hình bây giờ ra sao tất cả mọi người trong gia đình nô đạt hải rối loạn cuống cuồng mỗi ngày đều lo dò hỏi quân tình mọi người ai nấy đều vừa cuốn quyết vừa sợ hãi còn tân nguyệt hồn nàng gần như đã lìa khỏi xác mỗi đêm mỗi đêm nàng đứng trên lan can lầu của vọng nguyệt tiểu trúc nhìn về phía trời xa xa sự lo lắng và sợ hãi gần như làm cho nàng sắp nổ tung đến nơi. Đúng ngay lúc đó, người chỉ của Thái Hậu lại đến, Triệu Tân Nguyệt và Khắc Thiện về cung. Chuẩn bị xuất giá, đêm trước hôm vào cung, Tân Nguyệt để lại hai bức thư, một bức viết cho gia đình của Nô Đạt Hải, một bức viết cho Thái Hậu. Sau đó, nàng lột hết trăm cài lược dắt, ăn mặc thật đơn giản, gọn gàng, đeo một chiếc túi nhỏ trên vai, lên đường đi vu sơn tìm Nô Đạt Hải vân na và mãn cổ thái hoảng hốt kinh hoàng cùng khuyên nhủ vang lơn chận ngay cửa ra vào không cho nàng đi tân nguyệt nói một cách kịch liệt rằng hôm nay ai cản trở ta thì chẳng khác nào người đó giết hại ta ý muốn đi tìm nô đạt hải của ta đã quyết không cho ta đi thì các ngươi hãy lấy đau đến giết chết ta đi cho rồi nếu không tự ta kết liễu cuộc đời của ta cũng được cây dao găm của cha ta để lại vẫn còn đây, nói xong, nàng rút cây dao găm trong người ra, đưa ngay lên cổ, hai người thấy Tân Nguyệt đã bất cần tất cả, không thể nào ngăn cản nàng được, liền lập tức làm ngay một quyết định. Vân Na ở lại, lo liệu cho Khắc Thiện vào cung. Mãn Cổ Thái đi theo Tân Nguyệt, bảo vệ nàng trên đường đi Vu Sơn. Tân Nguyệt vẫn không chịu, nàng cương quyết nói rằng, chủ của hai người là Khắc Thiện hai ngươi hãy cố gắng lo lắng, bảo vệ cho khắc thiện thật chu đáo cho ta, ta giao nó lại cho hai ngươi. Ta không cần bảo vệ, mãn cổ thái cũng trả lời nàng một cách quyết liệt, trừ khi quần chúa đạp lên xác của nô tài mà đi, nếu không, nô tài không thể nào để cho quần chúa đi một mình được. Quần chúa muốn đi tìm nô đại nhân để biểu lộ tấm lòng của mình, nô tài đi theo bảo vệ quần chúa để biểu lộ tấm lòng của mình. Huống chi tiểu thế tử ngày mai đã vào cung rồi, có hoàng thượng và thái hậu ở đó, tiểu thế tử sẽ an toàn hơn ai hết. Tân Nguyệt đầu hàng, thôi được rồi. Muốn đi theo ta thì hãy nhanh lên, Tân Nguyệt quay người đi nhanh ra cửa, Mãn Cổ Thái vội vàng đuổi theo phía sau, trái tim của Vân Na gần như tan nát. Chạy nhanh lên trên, nàng nắm lấy tay của Mãn Cổ Thái, tất cả chân tình đều biểu lộ trong câu nói. Xin anh hãy cố gắng bảo vệ quận chúa và cũng phải cố gắng tự bảo vệ mình xin cả hai người cùng sống mà trở về, quận chúa vẫn còn khắc thiện, anh, vẫn còn có em đây, mãn cổ thái nhìn Vân Na, bàn hoàng, chấn động, chàng không kịp nói một câu nào, quay phát người rượt theo Tân Nguyệt mà đi, và như thế, Tân Nguyệt dẫn theo mãn cổ thái, đội sao mang trăng, uống gió nằm sương, vượt sông băng núi, ngày đêm trong rủi đi về hướng vu sơn. Không cần biết nàng để lại cho bọn dực viễn bao nhiêu chấn động, đớn đau, và cũng không cần biết nàng để lại cho thái hậu bao nhiêu chấn động kinh hoàng nàng đã bất chấp tất cả mà ra đi như thế bức thư nàng để lại cho thái hậu rất dài gần như đem hết tất cả mọi chuyện cùng tâm tình khúc chiết đoạn trường của mình kể lại cho thái hậu biết bức thư để lại cho bọn dực viễn thì chỉ có vài chữ ngắn ngủi xin tha thứ cho tôi tôi phải đi tìm nô đạt hải cùng chàng sống chết bên nhau suốt cả cuộc đời Nô Đạt Hải chưa bao giờ bị bại trận. Thế nhưng, lần này, trong cuộc chiến tranh với quỳ đông thập tam gia quân, chàng lại bị thua xiển miễn, thua đến không còn một manh giáp. Hôm đó, đội quân của chàng chỉ còn lại có vài trăm người. Trong vài trăm người đó, có hơn một nửa bị trọng thương. Tự bản thân Nô Đạt Hải, trên vai và cánh tay trái của chàng cũng bị thương nhẹ. Đêm hôm trước, chàng còn ba ngàn quân, thế nhưng trong trận huyết chiến đêm qua, đã bị tử thương gần hết. Hôm đó, chàng đứng trước doanh trại của mình, nhìn vào sơn cốc và cảnh núi rừng hoang dã trước mặt, thật là kinh tâm tán đẫm. Chỉ thấy cây cỏ tiêu điều, xác chết nằm ngổn ngang khắp cả mọi nơi, trái tim của Nô Đạt Hải đã trở nên lạnh lẽo như băng. Mặt cảm tội lỗi và thất bại đã xé nát cả người chàng ra thành từng mảnh vụn. Trong những ngày tháng gần đây, chàng đã tận mắt chứng kiến những người anh em của mình ngã gục xuống, từng người, từng người, tận mắt nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn người bỏ thay trong từng vũng máu đào. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên chàng hiểu được sự đáng sợ của chiến tranh, thế nhưng đây là lần đầu tiên chàng thể nghiệm được cái cảm giác tuyệt vọng của một bại binh chi tướng. Đây là một thế giới tàn bạo, đây là một nhân sinh bi thảm. Và chàng, chàng là một vị tướng quân bại trận đáng chết chàng đứng trên khu núi rừng hoang dã đó, trên tay cầm cây trường kiếm của mình. Từ xưa cho đến nay, anh hùng chiến bại chỉ có một con đường để đi, đó là chết để tạ tội với thiên hạ. Gió núi vi vu thổi tới, mang theo sát khí đằng đằng. Chàng đứng trên đầu ngọn gió, trong lòng cảm thấy vô vàng nổi thê lương. Bất giác, chàng nghĩ đến cảnh thảm não, khốc liệt của sở bá vương hạng võ khi tự sát ở cai hạ, thất thập nhị chiến, chiến vô bất lợi, hốt văn sở ca. Nhất bại đồ địa, tạm dịch, 72 trận tung hoành, không hề nào núng, không màn gian nan, đột nhiên nghe tiếng sở ca, mấy ngàn quân cũng hóa ra không người, đó không phải là cảnh ngộ của nô đạt hải hiện nay hay sao? Nghĩ đến hạng võ, là nghĩ đến ngu cơ, nghĩ đến ngu cơ, lại nghĩ đến tân nguyệt. Ngu cơ ngu cơ nại nhược hà. Tân nguyệt tân nguyệt khả nại hà. Tạm dịch ngu cơ ngu cơ phải làm sao tân nguyệt tân nguyệt biết thế nào chàng ngửa mặt lên trời thở dài não nuột tay nắm chặt chui kiếm trường kiếm rút ra khỏi vỏ phía sau lưng chàng người tùy tùng thân tín của chàng là a sơn dẫn theo một đám tàn quân còn sống sót toàn bộ phủ phục dưới đất mọi người đồng thanh kêu to lên tướng quân xin suy nghĩ kỹ trước khi hành động có còn gì mà phải suy nghĩ nữa đâu chàng quay đầu lại nhìn mọi người nói một cách cương quyết rằng các người lui xuống hết cho ta không một ai chịu lùi lại a à sơn kêu lên thật thê thảm xin tướng quân cẩn trọng thắng bại là chuyện bình thường của con nhà tướng còn sống là còn hy vọng kia mà mọi người đều đồng thanh cất tiếng phụ họa đúng vậy đúng vậy chúng ta vẫn còn có thể làm lại từ đầu kia mà nô đạt hải không muốn nghe thêm gì nữa cả chàng đưa cây trường kiếm trên tay lên đang định để ngang cổ tự vẫn đột nhiên chàng nghe một thanh âm thật quen thuộc vọng lại từ phía thật xa như thể từ một phía trời bên kia thật rõ ràng thật thanh tao băng ngàn vượt núi truyền đến bên tai chàng nô đạt hải nô đạt hải nô đạt hải nô đạt hải anh ở đâu nô đạt hải em đã đến đây em là tân nguyệt đây lưỡi kiếm của nô đạt hải dừng lại ở thinh không chàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng về hướng thanh âm vọng lại không thể tin tưởng rằng mình đã nghe tiếng gọi như thế ngu cơ ngu cơ nại nhược hà tân nguyệt tân nguyệt khả nại hà đó là một ảo tưởng hoang đường biết mấy thế nhưng đột nhiên cả người chàng giật mình rúng động chỉ thấy trên mặt đất bằng phẳng ở phía cuối chân trời tân nguyệt cưỡi con lộc nhi đột nhiên xuất hiện nàng đang hướng về phía doanh trại thúc ngựa phóng đến như điên như cuồng Phía sau lưng nàng, có một người một ngựa đuổi sát theo, đó là mãn cổ thái. A à Sơn đã buộc miệng kêu lên kinh ngạc, "Quận chúa Tân Nguyệt." "Quận chúa Tân Nguyệt?" "Trời ạ." À, "Quận chúa Tân Nguyệt đã đến đây rồi, như vậy, đây không phải là ảo giác hay sao?" "Như vậy, đúng là Tân Nguyệt đã đến đây rồi chăng?" Nô Đạt Hải mở to đôi mắt, cố gắng nhìn về phía trước. Hình ảnh của Tân Nguyệt càng lúc càng rõ nét thanh âm của Tân Nguyệt cũng càng lúc càng rõ ràng, Nô Đạt Hải. Nô Đạt Hải. Nô Đạt Hải, công một tiếng vang lên, cây trường kiếm trên tay của Nô Đạt Hải rớt xuống đất, chàng bắn vọt tới trước như một mũi tên. Trong khi chạy cuốn quyết, chàng nhìn thấy bên cạnh có một con chiến mã, nhảy vọt lên lưng ngựa, chàng phóng như điên cuồng về hướng Tân Nguyệt, miệng kêu lên không ngừng, Tân Nguyệt. Tân Nguyệt. Tân Nguyệt, hai con ngựa phóng thẳng về hướng của nhau càng phóng càng gần càng phóng càng gần trên bãi chiến trường máu rơi thịt đổ kia cả hai người giống như hai ngọn lửa hồng cùng lăn xả về hướng của nhau cuối cùng họ đã đến gần nhau gặp nhau rồi hai người cùng thắng ngựa lại con ngựa sau khi phóng như điên như cuồng đột nhiên bị dừng lại đều cùng ngửa đầu lên trời hí vang từ trong mũi chúng phát ra từng luồng hơi nóng phì phèo tân nguyệt và nô đạt hải cũng thở ra từng hơi thở nặng nề hào hển đôi mắt của hai người cùng mở thật to nhìn thẳng vào nhau suy si dại thật lâu thật lâu cả hai người chỉ nhìn nhau như thế không một ai dám chớp mắt chỉ e rằng khi vừa chớp mắt thì người kia sẽ biến mất đi sau đó từ trong đôi mắt của tân nguyệt có một giọt nước mắt rớt xuống giọt nước mắt đó đã làm kinh động nô đạt hải đến tận cùng từ trong cổ họng chàng phát ra một tiếng kêu khao khát, Tân Nguyệt cả người chàng từ trên lưng ngựa phóng thẳng xuống, thật nhanh, nô Đạt Hải vừa phóng người xuống ngựa, Tân Nguyệt cũng lập tức phóng theo, không cần phải nói thêm một lời nào nữa cả, trong ánh mắt hai người bây giờ là vô tận, cái khoảnh khắc hiện thời là vĩnh cửu. Họ cùng ôm lấy nhau thật chặt, thật chặt, hận sao không thể đem toàn thân toàn ý của mình đều hòa tan vào trong vòng tay của nhau, chàng ôm lấy nàng, hôn lấy nàng thật chặt thật sát không kể gì đến những vết thương trên người mình mỗi một vết đau trên người đều chứng minh rằng trong vòng tay mình là hình hài thật sự của nàng thế là mỗi một vết đau đều đem lại nỗi vui mừng như điên như dại đêm đó trong lều trại của nô đạt hải tân nguyệt đem cả thân hình trong trắng của mình hoàn toàn dâng hiến cho nô đạt hải không chút giữ gìn nàng nói chúng ta đã không có ngày mai nữa rồi phải không đúng vậy không có ngày mai nữa rồi một người là bại binh chi tướng, không còn mặt mũi nào trở lại nhìn mặt giang đông phụ lão, một người là gái trốn theo tình. Không còn cách gì nói mình là Ngọc Khiết Băng Thanh. Cả hai người đều cùng hiểu rõ rằng, đêm nay là đêm mà họ đánh cắp được từ trời cao, và cũng là đêm duy nhất mà họ có. Chàng nhìn nàng, gật đầu thật sâu, nàng ngã nhào vào vòng tay của chàng, hãy để cho chúng ta cùng có nhau, cùng dâng hiến cho nhau. Đêm nay, chính là một đời, một kiếp của chúng ta rồi. Trên đường đi đến đây, trong đầu em lúc nào cũng chỉ có một ý nghĩ, cầu mong chỉ được sống một đêm nay, thì cho dù có chết em cũng cam lòng, chàng ông chặt lấy nàng, nước mắt. Từ trong khóe mắt chảy dài ra, không kềm chế được. Chàng rung động một cách sâu xa, ngôn ngữ bây giờ cũng trở thành thừa thải. Chàng lại hôn nàng, từ đôi môi nàng, xuống đến cổ nàng, xuống đến ngực nàng, những nụ hôn của chàng, trộn lẫn với những dòng nước mắt. Đêm đó, họ cùng dân hiến cho nhau, cùng hoàn toàn có nhau, cả hai người, không một ai ở trạng thái kích động cùng nhiệt, mà họ cùng đem ra cho nhau tấm thân hoàn toàn của mình, cùng trái tim vô cùng chân thật của mình, khi trời vừa bắt đầu tờ mờ sáng, nô đạt hải hơi động đầy thân hình của mình. Chàng vừa di động như thế, Tân Nguyệt lập tức giật mình tỉnh dậy, nàng từ trong vòng tay chàng ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn chàng như dò hỏi nàng tiếp xúc ngay với ánh mắt thâm trầm của chàng đọc được trong đó nghìn lời vạn tiếng thế là nàng khoác áo ngồi dậy cột lại mái tóc của mình sửa sang lại xiêm y của mình sau đó nàng lặng lẽ đi đến bên y giáp của nô đạt hải trịnh trọng cầm lên cây trường kiếm của chàng đi về hướng chàng nô đạt hải đứng thẳng người dậy ánh mắt không thể nào rời khỏi khuôn mặt nàng chàng nhìn vào nhất cử nhất động của nàng nhìn vào từng ánh mắt của nàng và từng nụ cười của nàng. Đúng vậy, nàng đang cười. Trên đôi môi nàng, phản phất nụ cười mang đầy nét hạnh phúc, mãn nguyện, dịu dàng đến mấy, và cũng xem cái chết như một sự trở về. Làm cho trái tim chàng, vì nụ cười đó mà đau đớn đến vô vàng. Nàng đã dừng lại trước mặt chàng, đưa cao cây trường kiếm, nàng lặng lẽ nói, xin cho em chết trước, được không? Xin anh giúp em, để cho em được chết dưới lưỡi kiếm của anh nô đạt hải nhận lấy kiếm ánh mắt vẫn không thể rời khỏi gương mặt nàng chàng nhìn nàng một lúc thật lâu gương mặt nàng trẻ trung đến thế xinh đẹp đến thế trái tim nàng nồng nhiệt đến thế kiên cường đến thế mỗi một tư tưởng của chàng mỗi một phần tình cảm của chàng đều vì nàng mà rúng động một người đàn bà như thế sẽ làm cho người ta cam tâm vì nàng mà sống vì nàng mà chết, vì nàng mà cho ra tất cả của tất cả, chàng gật gật đầu, được. Đừng sợ, anh sẽ xuống tay thật nhanh, sẽ không để cho em chịu đau đớn nhiều đâu. Chàng cắn cắn răng, rút kiếm ra khỏi vỏ, nàng ngẩng đầu lên, nhắm nghiền đôi mắt lại. Nét cười trên môi nàng càng đậm đà thêm hơn, ngọt ngào và say đắm thêm hơn, ôi gò má nàng ứng hồng, đôi mi dài cong vút hướng xuống dưới, cả người nàng như chìm đắm trong men rượu cây nồng, thơm tho và quyến rũ. Chàng nhìn đến ngẩn ngơ, nhìn đến thản thốt, thanh trường kiếm trên tay cứ chần chừ không nở hạ xuống, ô y mi nàng hơi dương lên, đôi mắt trong vắt như nước của nàng ngước nhìn chàng một thoáng, sao vậy? Xuống tay đi. Chúng ta hẹn gặp nhau kiếp sau vậy. Nàng lại nhắm nghiền đôi mắt lại, chàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt đó, nhìn chăm chú vào chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp đó. Ưa à, kiếm lên, chàng cảm thấy thanh kiếm đó nặng chình chịch như thể hàng nghìn, hàng vạn cân. Chàng cắn răng, rồi lại cắn răng, thế nhưng lại không có cách gì đâm xuống làn da nõn nà trắng mịn đó. Nàng chỉ mới 18 tuổi kia mà. Tại sao lại phải cùng chịu chết với chàng như thế? Ôi tay chàng bắt đầu run rẩy, ý chí bắt đầu dao động. Một khi ý chí dao động, cảm giác bất nhẫn đã ào ạt kéo tới như sóng cả vỗ bờ như băng tan núi lở. Chàng không còn cầm thanh kiếm đó nổi nữa, khen một tiếng, trường kiếm rơi ngay xuống đất, nàng bị tiếng kêu của thanh kiếm rơi xuống đất làm cho kinh động, đôi mắt lại mở ra, và lập tức, nàng hiểu ngay. Nàng nói, anh không xuống tay được phải không? Anh không nhẫn tâm, anh không nở, phải không? Được, em không làm khó anh đâu, em tự làm vậy, nói xong, nàng cúi người xuống nhặt thanh kiếm lên, Đưa ngay lên cổ, kéo ngang qua, chàng không hề suy nghĩ, đã đưa tay chụp ngay thanh kiếm lại. Chàng la lên rằng, Tân Nguyệt, em không được chết. Nhất định nhất định không được chết. Cuộc đời của em gần như chỉ mới bắt đầu. Làm sao em có thể cùng chết với anh cho được? Không được không được. Em phải sống. Thượng đế tạo ra một sinh mạng đẹp để như em tuyệt đối không phải để cho em bị hủy hoại đi như thế, nàng cuống quyết nói, thế nhưng, nếu như em mất đi anh, thì em cũng không có cách gì sống được một mình. Chẳng lẽ anh không hiểu điều đó sao. ngay cả khắc thiện em còn bỏ đi được rồi, thì em không còn kể đến điều gì nữa cả, em chỉ biết có một điều, là đến đây để cùng sống chết với anh mà thôi, đột nhiên, nàng dùng hai tay ôm choàng lấy chàng. đôi mắt nàng phát ra ánh sáng long lanh, hy vọng nàng thở ra từng hơi thở thật dài khẩn thiết nói rằng nếu không anh cũng đừng chết đi anh hãy sống cùng em nếu chúng ta cùng sống chắc chắn là sẽ chịu nhiều đau khổ chắc chắn là sẽ chịu nhiều trừng phạt thế nhưng ít nhất chúng ta cũng sẽ có nhau anh muốn em sống thì anh cũng phải sống với em em có can đảm đi theo anh để chết chẳng lẽ anh không có can đảm cùng sống với em sao nàng càng nói càng kích động đôi mắt nàng nhìn chàng long lanh, chàng chứa, chàng kêu to lên. Không được. Không được dùng những lời nói như thế để mê hoặc anh nữa. Em tiếp tục sống là chuyện bình thường của trời đất, còn anh tiếp tục sống là cậu thả ham sống, nàng cũng kêu lên, như vậy thì anh hãy vì em mà cậu thả ham sống vậy. Sống được một ngày qua một ngày. Sống được một tháng qua một tháng. Sống được một năm qua một năm khi không còn sống được nữa lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chết chàng nói một cách vùng vẫy nội tâm bắt đầu giao chiến không được nhất định nhất định là không được như vậy anh sống em sống với anh anh chết em chết với anh muốn sống muốn chết em đều nghe theo anh hết em không thể cuốn lấy anh như thế đuổi theo anh ra tới xa trường là em đã quyết định cuốn theo anh rồi anh không có cách gì thoát được em đâu giọng nói của chàng trở nên khàn đục tân nguyệt đối với anh mà nói bây giờ chết còn dễ dàng hơn sống chết đi mọi thứ đều xong còn sống phải trở về đối diện với triều đình đối diện với gia đình đối diện với đủ thứ vấn đề nan giải đó mới là một thử thách cần vô số can đảm nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng bằng đôi mắt thành khẩn có thể tự sát không phải là một thứ vinh quang chưa biết chừng nó lại là một thứ tội nghiệp một kiểu nhu nhược một loại trốn tránh chúng ta đã đi đến nước này rồi không còn ai bỏ ai được nữa phải không có thể chúng ta cần phải tiếp nhận một số thử thách chúng ta phải đối diện với tương lai của chúng ta có thể sinh mạng không thể nào buông xuôi dễ dàng như thế nếu như anh cảm thấy sinh mạng của em là đáng quý thì em cũng vậy em cũng nhận thấy rằng sinh mạng của anh vô cùng đáng quý chúng ta nàng hỏi thật ngay thẳng bằng một giọng nghi ngại có đáng chết chăng có thể không chết chăng chàng nhìn nàng trân trối thật lâu thật lâu cuối cùng chàng thở ra một hơi thở thật dài được hãy để chúng ta cùng sống để tiếp nhận sự giày vò hãy để chúng ta cùng nhau đối diện với những vấn đề nan giải vậy có thể đó cũng là ý trời tân nguyệt em phải chuẩn bị tâm lý nếu tiếp tục sống có thể chúng ta sẽ phải sống không bằng chết sẽ phải chịu đau khổ chịu giày vò em nghĩ đó là cái giá mà chúng ta cần phải trả em thừa đủ can đảm để đối diện với nó còn anh thì sao chàng ông nàng vào lòng anh còn biết nói gì nữa bây giờ vì em vì rất nhiều rất nhiều ngày mai của chúng ta anh không thể nào trốn tránh được nữa đối diện với một cô gái can đảm như em làm sao anh có thể làm một tên lính đào ngũ lần thứ hai? Được lắm. Tân Nguyệt, thôi thì quyết định như thế nhé. Anh biết là chúng ta sẽ cùng xuống chín tầng địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh. Đành phải can đảm mà đối diện với nó vậy, cả hai người, cùng ông lấy nhau thật chặt. Phía bên ngoài lều, A Sơn và Mãn Cổ Thái đứng im lặng canh giữ. Bây giờ họ mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. quê hương chen nồ xin chào quý vị chương 9, nô đạt hải dẫn tân nguyệt trở về bắc kinh là một sự việc làm chấn động cả kinh thành tất cả bá quan văn võ thân vương hiển quý cho đến trà lầu tử quán đầu đường cuối hẻm đều bàn luận sôi nổi về câu chuyện diễm tình hy hữu này mà nhất là lần này nô đạt hải lại đánh bại trận đó không phải là tượng trưng cho câu hồng nhan hòa thủy thì là gì còn tân nguyệt vốn là một hòa thạc quần chúa, vinh hiển, thế mà lại bất kể, chỉ hôn, bất kể, lễ giáo, một mực vì tình, dám một mình rong ruổi vượt ngàn dặm đường xa. Tìm đến gặp người yêu, thật là một hành động khác thường, trong lúc cả một kinh thành đang ồn ào, huyên náo, bàn bạc về câu chuyện Hải Nguyệt đó, Tân Nguyệt đã bị Thái Hậu bắt vào cung cấm, hỏi cho cặn kẻ nguồn cơn. Đồng thời ra lệnh cho Nô Đạt Hải, tạm thời trở về nhà, với tính cách một tội phạm, chờ đợi được xét xử lần này nô đạt hải về nhà thật là khác xa một trời một vực với những lần áo gấm xinh sang trước tuy rằng cả nhà nô đạt hải dưới mệnh lệnh của lão phu nhân không được làm khó dễ chàng mà phải đón tiếp chàng như từ trước đến nay vẫn đón tiếp thế nhưng sự ai oán của nhạn cơ sự bi phẫn của dực viễn sự thất vọng của các lâm đều không thể nào che giấu được ngay cả lão phu nhân cũng ngẩn người ngượng ngập ngại ngùng ngơ ngác không biết phải nói gì không khí trong gia đình vô cùng lạnh lẽo cứng ngắc chứa đầy sự thù nghịch buổi tối khi chỉ còn nô đạt hải và nhạn cơ trong phòng riêng nô đạt hải đã không còn giữ được im lặng nữa chàng nhìn thẳng vào nhạn cơ dùng một giọng nói mang đầy sự nuối tiếc nói thẳng thắn và khẳng định với nàng rằng nghe đây nhạn cơ anh biết rằng em đang oán anh hận anh đồng thời vẫn còn mang một hy vọng là anh sẽ quay đầu trở lại thế nhưng anh đã không còn cách gì quay đầu trở lại nữa thái hậu đã đem tân nguyệt vào giam lỏng ở cung cấm không biết có dụng ý gì chưa biết chừng sẽ khuyên tân nguyệt hồi tâm chuyển ý và cũng chưa biết chừng sẽ ban cho nàng một dãy lụa trắng do đó ngày mai anh sẽ vào cung anh sẽ vì tương lai của tân nguyệt mà tranh đấu anh nhất định phải có nàng nhạn cơ kinh hoàng chấn động lùi lại một bước sắc mặt trắng bệch đến thê thảm ánh mắt nàng nhìn chàng bi phẫn đến cực độ, nô đạt hải nói tiếp, anh nghĩ, em có thể không hiểu được tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và Tân Nguyệt, càng không thể nào khoan dung cho tất cả những gì đã xảy ra đó, thế nhưng, dù sao đi nữa, anh vẫn cầu mong em có thể tiếp nhận được Tân Nguyệt, nàng hỏi bằng một giọng ai oán, anh bất kể mọi sự rồi phải không? Ngay cả cảm giác của dực viễn anh cũng bất kể luôn phải không? Chàng hít vào một hơi dài lạnh lẽo, anh không còn đủ sức để nghĩ tới nữa rồi. Khi anh đứng trong bãi chiến trường máu chảy thành sông, sát cao thành núi, cảm thấy trời hiền cũng không dung anh, đất rộng cũng chẳng dưỡng anh, thì đột nhiên nghe tiếng Tân Nguyệt từ xa gọi vọng lại, nhìn thấy nàng cưỡi lộc nhi phóng nhanh về phía anh, em không thể biết được cảm giác chấn động của anh lúc đó mạnh mẽ đến như thế nào, trong khoảnh khắc đó, trời đất đều hóa thành số không. Trước mắt của anh chỉ còn có thân hình của nàng, nàng trở thành to lớn vô cùng tận, chất chứa đầy trong cái thế giới cô liêu, hoang tịch của anh lúc đó, chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sự bi thương và đau khổ. Anh không còn cách gì buông xuôi nàng, cho dù anh biết rằng anh sẽ làm cho hai đứa con mình đau lòng, làm cho em tan nát trái tim, anh cũng không có cách gì khác được. Nhạn cơ, xin em tha thứ cho anh, nhạn cơ không thể nào nghe nổi nữa, nàng không có cách gì đứng ở đó, Nghe chính miệng chồng mình kể lại tình yêu của chàng đối với một người đàn bà khác. Nàng quay người xông ra khỏi căn phòng đó trên gương mặt nàng chảy đầy nước mắt. Nàng biết rằng nô đạt hải đã chiến bại và nàng nàng cũng đã chiến bại. trong cuộc chiến tranh này người chiến thắng duy nhất là tân nguyệt. trừ phi thái hậu có thể chủ trì chính nghĩa trừ đi tân nguyệt giúp nàng chỉ cần tân nguyệt được gả cho người khác có thể nàng sẽ thu phục lại những gì đã mất nếu không chắc chắn là nàng sẽ thua với ý nghĩ như thế nàng đem tất cả hy vọng cuối cùng của mình đặt hết vào thái hậu ba hôm sau hoàng thượng công bố sự trừng phạt của mình đối với nô đạt hải bây giờ đang là lúc triều đình cần dùng người tướng tài khó kiếm trẫm nghĩ ngươi từ trước đến nay là một công thần không nỡ trách phạt quá mức do đó mà nhẹ tay cho sự trừng phạt lần này là bỏ đi tước nhất đẳng hầu của ngươi, miễn luôn cả chức thái tử thái bảo. Từ đây về sau, vẫn ở trong triều phụng sự, mong rằng ngươi có thể đoái công chuộc tội, sự trừng phạt như thế, quả thật là rất nhẹ tay. Nô Đạt Hải phủ phục dưới đất, cúi rạp đầu xuống tung hô vạn tuế, thần dập đầu lạy tạ ân điển của hoàng thượng, còn về phần tân nguyệt, sẽ do thái hậu định đoạt, lại qua thêm vài hôm, Thái Hậu triều kiến nhạn cơ và lão phu nhân. Những ngày tháng gần đây, chuyện của Tân Nguyệt làm cho ta vô cùng phiền muộn, nói tới nói lui, cũng đều là sự không phải của các ngươi, các người vân chỉ nuôi trẻ côi cúc, thế mà tại sao lại làm cho trở thành cục diện như thế này? Tân Nguyệt đã nói rõ với ta là con bé đã thất thân với Nô Đạt Hải, không còn trong trắng nữa. Như thế, làm sao ta còn có thể chỉ hôn nó cho ai được nữa? Phí Dương cổ gần như bị các người làm cho tức chết đi rồi. Do đó, ta suy tới nghĩ lui, đành phải chọn giải pháp tước đi danh hiệu hòa thạc quần chúa của con bé. Dán xuống làm thứ dân, đem nó cho nô Đạt Hải là yên chuyện, Nhạn Cơ nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệch đến thảm não, bao nhiêu hy vọng tiêu tan thành mây khói. Thái độ bên vực của Thái hậu đã rất rõ ràng, cho dù Nhạn Cơ có mười lá gan thật lớn, nàng cũng không dám tranh luận với Thái hậu thái hậu nhìn thấy sắc mặt của nhạn cơ bà cũng biết rằng nạn dám giận mà không dám nói bèn thở dài một hơi mà rằng ở yên người cái chữ tình thật sự rất nan giải cả hai người đó không biết ai thiếu nợ ai tân nguyệt bỏ đi địa vị phúc tấn không làm bỏ đi địa vị quận chúa cao quý để hôm nay trở thành thứ thiếp của nô đạt hải coi như cũng đã thiệt thòi lắm rồi nhạn cơ ngươi dù sao cũng là vợ chính nắm lấy địa vị phu nhân tất cả những vị quan vinh hiển phú quý hiện nay, có ai mà không tam thê tứ thiếp đâu. Ngươi phải nhìn ra cho rộng một tí mới được. Hơn nữa, giọng điệu của Thái Hậu thay đổi. Vượt trăm sông ngàn núi, sông ra bãi chiến trường, để được ở bên cạnh một người đàn ông đánh bại trận, mối tình si hoang đường như thế, dù sao thì Tân Nguyệt cũng đã can đảm dám làm. Nhạn cơ Ngươi không hề làm được như thế, những câu nói đó của Thái Hậu như thể chiếc búa tạ dán lên đầu nhạn cơ một cái thật mạnh làm cho nàng cảm thấy trời đất đảo điên sắc mặt nàng càng thêm xám xịt trong lòng nàng vốn chuẩn bị rất nhiều lời nói lúc này cũng không nói được tiếng nào thái hậu lại thở ra một hơi dài nói tiếp biện pháp này tuy rằng không thể làm cho tất cả mọi người đều vừa ý nhưng cũng có thể nói là tạm làm cho yên chuyện một người bị mất tước một kẻ bị mất danh dù sao thì cũng đã chịu sự trừng phạt. Hy vọng là các ngươi đừng nên có chuyện gì xảy ra nữa. Từ đây trở đi, Khắc Thiện vẫn đi theo ở với chị, Tân Nguyệt tuy rằng không còn là một quần chúa nữa, nhưng Khắc Thiện dù sao vẫn là một tiểu vương gia, các ngươi phải đối đãi tử tế với chị em của chúng, sau này sẽ còn những điều tốt đẹp khác chờ đợi các ngươi, phải biết nhìn xa thấy rộng một chút mới được, những lời nói mềm dẻo xen lẫn cứng trắng của Thái Hậu, làm cho nhạn cơ đành phải nằm tiếng nuốt lời. Lão phu nhân đã kéo nàng quỳ phủ phục dưới đất, dập đầu nói rằng những lời dặn dò của Thái hậu. Bọn hạ thần sẽ làm theo toàn bộ. Không để cho Thái hậu lo lắng nữa. Bây giờ bọn hạ thần xin trở về quét dọn lại vọng nguyệt tiểu trúc, đón tân nguyệt và khắc thiện nhập phủ. Thái hậu nói một cách hoan hỷ, như vậy ta cũng an tâm được một chút. Hai hôm nữa là ngày hoàng đạo, hãy bảo Nô Đạt Hải vào cung đón hai chị em Tân Nguyệt về phủ. Mọi chuyện đã định như thế. Tất cả các ngươi lui về vậy, Thái Hậu đứng dậy, quay người bỏ đi, lão phu nhân và nhạn cơ lại vội vàng cúi đầu lạy xuống, mở miệng cung kính nói. Thái Hậu vạn an, hai hôm sau, Tân Nguyệt đi theo Nô Đạt Hải, lại trở về tướng quân phủ, cho dù trước đó, Nô Đạt Hải đã có nói trước với Tân Nguyệt, là phản ứng của cả nhà đều không tốt cho nàng tân nguyệt cũng đã có một sự chuẩn bị tâm lý rất lớn trên con đường từ hoàng cung về tướng quân phủ nàng cũng luôn miệng nói với nô đạt khải rằng lại có thể có được ngày hôm nay có thể không phải về làm vợ phí dương cổ có thể được đoàn tụ với chàng nàng đã cảm thấy trời hiện đối với nàng thật sự đã quá tốt trong sự vui mừng cuồng nhiệt đó nàng không sợ gì cả nàng có thể đối diện với tất cả nhưng khi nàng thật sự đặt chân lên ngưỡng cửa phòng khách của tướng quân phủ, ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngay lão phu nhân, nhạn cơ, các lâm, dực viễn đều ở đó, trái tim nàng đã lập tức đập bình bình không dứt. Đôi chân mày nàng vội vàng nghiêm lại, để giúp mình được bình tĩnh, sau đó, nàng hít vào một hơi thật sâu, quỳ xuống ngay trước mặt lão phu nhân, cung kính nói rằng. Tân Nguyệt bái kiến lão phu nhân, lão phu nhân ngớ người ra, do bởi thói quen, bà lập tức đưa tay ra đỡ xin quận chúa đứng dậy lời nói vừa thoát ra khỏi miệng mới nhớ rằng nàng đã bị bỏ đi danh hiệu quận chúa lại đã được ban cho nô đạt hải trong nhất thời bà không biết mình nên xem nàng như người nhà xem như khách hay là xem nàng như một thứ thiếp bất giác bà dừng lại đứng ngượng nghịu nơi đó không biết phải làm gì tân nguyệt quỳ trên đất không đứng dậy nàng ngẩng đầu lên nhìn nhìn lão phu nhân nhìn nhìn nhạn cơ lại nhìn nhìn các lâm và dực viễn nàng thấy trên từng khuôn mặt đều chứa đầy sự phản kháng và thù nghịch thế là nàng quỳ thẳng người lên dùng một giọng nói vô cùng vô cùng thành khẩn một giọng điệu vô cùng vô cùng chân thật nói như van cầu sự tha thứ một cách thẳng thắn hôm nay tôi mang một trái tim tràn đầy lòng hối tiếc quỳ ở đây xin tất cả mọi người tha thứ cho xin lỗi tất cả mọi người tôi thật sự thành tâm xin lỗi tất cả mọi người tôi cũng biết tất cả những điều tôi đã làm thật sự là một chuyện không phải và không đúng làm cho mọi người đều rất giận dữ rất khó chịu thế nhưng tôi phải sử dụng hạ sách này thật sự cũng là chuyện chẳng đặng đừng trước khi đi vu sơn tôi đã có để lại một phong thư cho mọi người trong thư tuy rằng không nói rõ mọi chuyện thế nhưng tôi nghĩ mọi người đều đã hiểu đầy đủ tóm lại Đối với Nô Đạt Hải, tình cảm tôi cho ra đã quá sâu, quá đậm, không thể tự mình kềm chế được nữa. Khi bỏ đi đến Vu Sơn, trong lòng tôi chỉ có một ý niệm là được cùng chết với chàng, không ngờ trời cao còn thương xót. Cho tôi một ân huệ quá to tác là đã để cho chúng tôi sống sót trở về đây. Xin mọi người tin tôi, hôm nay tôi bước vào ngưỡng cửa nhà này, vô cùng thành tâm thành ý muốn trở thành một phần tử của gia đình này tôi sẽ cố gắng bù đắp lại những gì đã sai sót của mình khi trước, xin mọi người cho tôi một cơ hội, tiếp nhận tôi. Tha thứ cho tôi, nói xong, Tân Nguyệt cúi rạp đầu xuống thật chân thành và cũng không kém phần lo lắng, trong phòng có một thoáng im lặng chết chóc, ngoài lão phu nhân và nô đạt hải cảm thấy vô cùng rúng động ra. Tất cả những người khác, sắc mặt ai ai cũng đều nhưng có một lớp sương lạnh phủ quanh. Sau đó, nhạn cơ lạnh lùng mở miệng nói, thật là một bài diễn văn làm cảm động lòng người giữ a à. thảo nào mà trên từ thái hậu dưới đến nô đạt hải người nào cũng đều vui lòng vừa dạ mà nghe theo cô thế nhưng bây giờ cô quỳ tại nơi đây cô không sợ cha mẹ đã chết đi của cô dưới suối vàng không thể nhắm mắt được sao cô cũng không sợ tiểu vương gia đang đứng sau lưng cô kia cảm thấy mất mặt hay sao tân nguyệt bị đánh một đòn chí tử rồi đầu óc nàng có một thoáng đảo lộn quay cuồng thân hình nàng hơi lảo đảo tráng nàng lập tức vã mồ hôi lạnh cúi thấp đầu xuống nàng không nói được nên lời nô đạt hải không thể nhìn được chàng cất tiếng nói thôi được rồi tân nguyệt đã quỳ trước mặt mọi người thế kia mọi người cũng nên nhân từ một chút đi vậy chuyện này không phải chỉ là lỗi của một mình tân nguyệt nếu như mọi người muốn trách thì hãy trách ta vậy các lâm tiến tới phía trước mở miệng nói thật to cha cha vẫn muốn tiếp tục làm theo ý mình phải không cha thật sự vẫn muốn để cho tân nguyệt một cô gái còn nhỏ tuổi hơn con làm vợ bé của cha phải không cha hoàn toàn không thèm nghĩ gì đến cảm giác của chúng con nữa phải không và cũng không thèm nghĩ gì đến sự đau khổ của mẹ nữa phải không nô đạt hải gầm lên các lâm đừng nên hỗn hào như thế cha dù sao vẫn là cha của con các lâm kêu lên một cách giận dữ, hư. Giờ này phút này, cha đừng nên đem cái danh nghĩa làm cha ra mà nói với con. Cha là cha của con không có nghĩa là cha có thể làm chuyện bậy bạ như thế. Cha phải dùng đức để làm cho người khác kính phục. Chứ không thể dùng cái danh nghĩa làm cha để khuất phục người ta. Nàng một mặt lớn tiếng với Nô Đạt Hải, một mặt lại quay sang phía Tân Nguyệt, nói một cách hung hăng rằng. Còn cô nữa. Tân Nguyệt, cô đừng nên nghĩ rằng chỉ cần mình quỳ xuống làm ra dáng vẻ tội nghiệp như thế thì chúng tôi sẽ đồng tình với cô, tha thứ cho cô. Không bao giờ, không bao giờ. Cô là một người cướp đoạt, một kẻ xâm lược, cô tuyệt nhiên không phải là một dân tộc nhược tiểu. Do đó, đừng nên vừa ăn cướp vừa đánh trống la làng lên như thế. Như thế chỉ làm cho tôi càng thêm hận cô. Tôi thật sự rất hận, rất hận cô cả nhà chúng tôi đã dùng tất cả thành tâm để đối xử với cô, tận tâm tận lực đối với cô, thế mà cô lại giả tình giả ý, sau đó làm chuyện sang bậy phía sau lưng chúng tôi, đi quyến rũ cha của chúng tôi. Cô không biết cô làm như thế là lấy oán báo ơn, là hủy hoại đi hạnh phúc của gia đình chúng tôi hay sao? Tân Nguyệt kích động đến cực điểm, nàng cũng la lên, "Không! Không không không. Tôi tuyệt đối không tệ bạc như những lời chị nói đâu." chắc Lâm không để cho nàng nói tiếp, nàng không còn kềm chế được mình nữa, cô là như thế. Cô là như thế. Nếu như cô không phải là người như thế, thì cô sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra. Nếu như cô không phải là người như thế, thì hôm nay cô sẽ không phải quỳ ở đây xin mọi người tha thứ. Nếu như cô không phải là người như thế, cô sẽ không để cho mọi người đều đau đớn như thế này, khổ sở như thế này sự thật bao giờ cũng hơn hẳn sự hùng biện, cô đã tạo ra một sự thật phủ phàng như thế này, vậy mà cô còn dám lớn tiếng phân bua rằng là mình không phải là người như thế, nô đạt hải la lên thật lớn tiếng, câm miệng lại. Câm miệng lại. Các ngươi đã loạn lên hết rồi phải không? Các ngươi không hề biết rằng. Ta có thể dẫn tân nguyệt cao bay xa chạy, đi tìm một nơi vắng vẻ nào đó để ở, thế nhưng chúng ta vẫn chọn giải pháp trở về đây để đối diện với mọi người, gia đình này có bị hủy hoại đi bao giờ đâu. Các ngươi nào có bị mất ta đâu, và cũng nào có mất tân nguyệt, chẳng qua là danh phận có sự thay đổi mà thôi, bị kích động bởi các lâm, dực viễn cũng không kềm chế được sự oán hận đang chất chứa đầy trong lòng chàng, hư. Chẳng qua là danh phận có sự thay đổi mà thôi. Sự thay đổi như thế cha thấy là trạng rỡ lắm chăng? Tự nhiên lắm chăng? đắc ý lắm chăng sảng khoái lắm chăng có thể không hổ thẹn với đất trời chăng nếu như quả thật như thế thì cha cha không còn là một người cha chính trực uy vũ trung can nghĩa khí trong tâm hồn con nữa rồi nô đạt hải thật sự nổ bùng lên giận dữ chàng gầm lên thật to như vậy thì chúng bay muốn như thế nào chuyện đã xảy ra rồi tân nguyệt đã là người của ta rồi các ngươi có thể tiếp nhận thì chúng ta vẫn còn là một nhà đàng hoàng như từ trước đến nay các ngươi không thể tiếp nhận thì ta dẫn tân nguyệt ra đi chuyện đã ra đến nông nỗi này thật sự không phải là điều ta mong muốn thế nhưng ta cũng không biết phải làm thế nào hơn tân nguyệt đứng dậy chúng ta đi chàng cúi người xuống đỡ tân nguyệt dậy lão phu nhân oai nghiêm bước ra giữa phòng đứng thẳng người nói thật lớn tiếng đừng gây gỗ nhau nữa mọi người không được gây gỗ nhau nữa. Đứng đó mà gây gỗ náo loạn như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Hôm nay chỉ cần ta còn một hơi thở ở đây, thì đừng có ai nghĩ đến chuyện chia tay như thế, các lâm cuốn quyết nói, thế nhưng, nội, lão phu nhân mắng các lâm, con là con gái, mà sao lại lắm chuyện nói như thế? Không bao lâu sau, con cũng sẽ được xuất giá theo chồng. An phận thủ thường một chút đi con ạ. À. Đừng có hung hăng như thế. Các Lâm giận đến xanh cả mặt mày, nội, nội bịt miệng con lại như thế thì con có còn gì để nói nữa đâu, nhạn cơ nhìn thấy hai đứa con của mình đều cùng đứng ra bên vực mình, trong lòng đang cảm thấy an ủi được đôi chút, không ngờ lão phu nhân lại đứng ra che chở cho nô Đạt Hải và Tân Nguyệt, bất giác nỗi bi thương kéo ập về, sự tức tối cũng ào ạt dâng lên, đôi trọng mắt nàng nhanh chóng dâng lên một màn lệ mỏng. Nàng trừng mắt nhìn Tân Nguyệt, nói một cách hờn dỗi rằng, có thể, tôi phải là người dẫn dực viễn và các lâm đi ở chỗ khác. Để cái nhà này lại cho Tân Nguyệt, lão phu nhân có vẻ giận dữ, nhạn cơ. Mẹ mới vừa nói rồi, không ai được nghĩ đến chuyện chia rẽ cái nhà này, con đã làm một người dâu hiền vợ thảo suốt 20 năm nay, con cái cũng đã lớn đến như thế này rồi, còn chuyện gì mà không xí xóa đi được. Cứ lùi lại một bước, thì sẽ thấy đất trời cao rộng hơn thôi, nhạn cơ nuốt vội nước mắt chưa kịp mở miệng nói chuyện dực viễn cảm thấy bất bình buộc miệng nói một câu thật giận dữ chúng ta quả thật là nuôi ông tay áo nuôi khỉ dọm nhà vì vậy nên ngày hôm nay mới trở thành trò cười cho cả kinh thành bắc kinh này mọi người có thể chịu được chứ tôi tôi chịu không được nô đạt hải nạt dực viễn vậy thì mi muốn gì nói đi nói đi dực viễn đưa tay chỉ vào tân nguyệt và khắc thiện gương mặt đỏ bừng con muốn họ đi ra khỏi đây hoặc ít nhất để cho khuất mắt mọi người trong nhà này cãi vã nhau đến lúc này khắc thiện nãy giờ vẫn đứng bên cạnh tân nguyệt không còn chịu đựng nổi nữa cậu bé hòa lên một tiếng khóc lên thật to tân nguyệt vội vàng quỳ xuống ôm lấy cậu bé khắc thiện vừa khóc vừa nói rằng tại sao lại như thế này tại sao mọi người đều không thích chúng tôi nữa vậy cậu bé hỏi thẳng vào dực viễn dực viễn không phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao anh dạy em luyện võ lại làm cung tên nhỏ cho em tập bắn cung rồi còn dẫn em đi mua quà sinh nhật cho chị tân nguyệt nữa sinh nhật của chị tân nguyệt mọi người còn tổ chức cho múa bài hát múa trăng khi em bị bệnh thương hàng tất cả mọi người đều lo lắng cho em anh dực viễn anh đã từng nói rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau kia mà tại sao bây giờ anh lại hung dữ quá vậy Nô Đạt Hải nhìn trừng trừng vào Tân Nguyệt, cảm thấy trong lòng vừa thương xót vừa đau đớn, sự cảm động và cảm kích như một ngọn sóng cả bạc đầu, dâng lên, dâng lên mãi, tràn ngập cả người chàng. Thế là, buổi sáng hôm ấy, Tân Nguyệt mặc toàn thân một màu đỏ chói, đầu đội chiếc mũ đầy châu ngọc, dưới sự dịu đỡ của Vân Na và Nghiên Nhi, dưới sự theo dõi chăm chú của tất cả mọi người giúp việc trong tướng quân phủ, nàng đã tam bộ nhất bái, cửu bộ nhất bái, cứ như thế vừa đi vừa quỳ vừa lạy từ phía ngoài vào tới trong đại sảnh tổng quản ba đồ đứng một bên luôn miệng hô thật to tiếng quỳ dậy cúi đầu quỳ dậy cúi đầu cứ như thế nàng lặp đi lặp lại động tác đó con đường đi đến đại sảnh dài thăm thẳm như thể vô cùng vô tận cuối cùng nàng cũng đã đi hết cuối cùng nàng cũng đã vào tới đại sảnh lại bắt đầu quỳ lạy lão phu nhân quỳ lạy nô đạt hải quỳ lạy nhạn cơ, lại quay sang dực viễn và các lâm làm lễ. Lúc này, Cam Châu đã chuẩn bị đầy đủ khay trà, trên đó đựng đầy đủ bình trà và chung trà. Tổng quản ba đồ lại kêu. Dân trà, Vũ Tô, Cam Châu, Vân Na, Nghiên Nhi đều đứng một bên giúp đỡ. Tân Nguyệt bưng khay trà, ly thứ nhất, nạn đem đến dân cho lão phu nhân, miệng nói những lời thật khiêm tốn, tì thiếp hạ tiện, kính dân mẹ chung trà, Lão phu nhân đưa tay đỡ chung trà một cách bất an, bà bất giác nở một nụ cười như khuyến khích nàng. Trên khay trà lại được thay bằng một cái chung khác, tân nguyệt dân đến cho Nô Đạt Hải, miệng nàng cũng chỉ nói một câu, tì thiếp hạ tiện, kính dân đại nhân chung trà, Nô Đạt Hải đau đớn cả tâm can. Chàng hận sao buổi lễ không qua đi cho nhanh, cho xong. Chàng đưa tay nhận chung trà thật nhanh, thái độ cuốn quyết để lộ hẳn ra trong cử chỉ nhạn cơ mắt nhìn mà lòng hận, chung trà thứ ba của tân nguyệt dân lên cho nhạn cơ. Nàng vô cùng cẩn thận, thi lễ thật cung kính, tỳ thiếp hạ tiện, kính dân phu nhân chung trà, nhạn cơ chậm chạp, từ từ đưa tay về phía chung trà, đột nhiên, nàng mở miệng nói, ngẩng đầu lên, tân nguyệt vội vàng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn nhạn cơ, trong lòng hơi có chút kinh hoảng. Nhạn cơ nhân lúc nàng ngước mắt lên nhìn mình. Lẽ làng cầm lấy chung trà, hất mạnh vào mặt Tân Nguyệt, chuyện xảy ra quá bất ngờ, Tân Nguyệt không kịp chống đỡ đã hứng ngay hết chung trà vào mặt, nàng bất giác buộc miệng kêu lên kinh hoàng, á, à, tiếp theo đó, khay trà rớt hết xuống đất, phát ra những tiếng kêu loãng xoảng không dứt. Nô Đạt Hải biến hẳn sắc mặt, chàng gầm to một tiếng, từ ghế ngồi của mình nhảy dựng lên, miệng la thật giận dữ, nhạn cơ. Em thật là tàn nhẫn, nhạn cơ lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt thật sắc bén quét nhìn chàng một cái, không thể nào tàn nhẫn bằng anh đâu. Chẳng qua là em muốn dạy cho cô ta biết một chút quy củ mà thôi. Anh có muốn buổi lễ này tiếp tục cho đến hết hay không? Anh, Nô Đạt Hải chưa kịp trả lời, lão phu nhân đã đưa tay ra, đặt lên tay chàng ra chiều an ủi. Lúc này, Vân Na Nà đang dùng chiếc khăn tay của mình, cúng cuộn lau lấy lau để cho Tân Nguyệt. Nhãn cơ nói bằng một giọng sắc như dao, không được lau. Nếu như đã mở miệng nói ra được câu tỳ thiếp hạ tiện thì phải hiểu rõ được thế nào là hạ tiện. Cho dù là bị nhổ nước bọt vào mặt cũng chỉ được phép để cho nó tự khô đi. Chứ cũng không được phép lau, huống hồ gì đây chỉ là một chung trà. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Dạ, hiểu, hiểu rồi." Tân Nguyệt trả lời bằng một giọng nghẹn ngào, nô Đạt Hải nuốt vội vào một hơi thở dài lạnh lẽo, chàng cố gắng kềm chế lại mình sắc mặt chàng đã trắng bệch như người chết. Chỉ trong khoảnh khắc đó, chàng bỗng hiểu ra một điều, đây lại là một chiến trường mà chàng không hề bao giờ biết rõ, chỉ e rằng chàng chẳng những thua đến không còn một manh giáp, mà còn làm liên lụy đến cả Tân Nguyệt nữa. Ánh mắt chàng nhìn trừng trừng vào Tân Nguyệt. Cả trái tim chàng như bị bóp chặt lại. Nhạn cơ dùng đuôi mắt liếc nhìn chàng một cái, thấy chàng như mất hết hồn vía, trong mắt chàng tim chàng, Giờ đây hình như chỉ có một mình Tân Nguyệt, sự giận dữ của nàng lại càng thêm dâng cao, gần như không có cách gì kềm chế nổi, dịp Viễn và Các Lâm cũng kinh hoàng quá đổi, họ không bao giờ ngờ rằng nhạn cơ lại có phản ứng như thế, cả hai đều cùng nhìn một cách sững sờ. Các Lâm bất giác nuốt ực một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn Tân Nguyệt, đột nhiên hơi có chút bất nhẫn. Dược Viễn thì hoàn toàn ngớ ngẩn, ngay cả năng lực để suy nghĩ cũng không còn chàng trừng mắt nhìn tân nguyệt chàng không thể nào hiểu được tại sao nàng lại tự để cho mình trở thành hạ tiện như thế và cũng vì sự hạ tiện đó của nàng mà cảm thấy trái tim đau đớn ngấm ngầm và cũng vì sự đau đớn ngấm ngầm đó mà hiểu được một điều rằng mình vẫn còn rất yêu rất yêu nàng tân nguyệt cố gắng kềm chế lại tâm tình của mình cúi đôi mi cong dài nhìn xuống đất tôi 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 rót chung trà khác cho phu nhân nhạn cơ nói một cách đay nghiến lại sai nữa rồi. Tỳ thiếp là tỳ thiếp, đừng nên quên chữ tỳ ở phía trước. Nói chuyện với chúng ta, ngươi không có tư cách xưng tôi, mà phải dùng chữ nô tỳ, tại vì ngươi là nô tỳ, hiểu chưa? Tân Nguyệt chưa kịp có một phản ứng gì, Vân Na đứng ở một bên đã không còn chịu đựng được, nàng buộc miệng nói một câu, quận chú dù sao cũng là tiểu thư của đoan thân vương, phu nhân hạ tất phải chà đạp người như thế. Tân Nguyệt cuốn quyết đưa tay ra kéo vạt áo của Vân Na, nhưng đã không còn kịp nữa nhàn cơ đập mạnh tay lên bàn hét lên thật dữ dằn lớn gan thật mi là cái thứ gì trong nhà này mà lại dám hung hăng như thế quỳ xuống cho ta vân na giật nảy mình kinh hoảng tân nguyệt lại cuốn quyết đẩy vai vân na vân na không thể không quỳ xuống buổi lễ cử hành long trọng đến mấy thế mà ngươi lại dám lớn tiếng phá đám tội này không thể dung tha cam châu đến vã miệng nó cho ta Dạ, Cam Châu nhận lệnh, tiến đến đứng trước mặt Vân Na, đưa tay lên cao, thế nhưng lại không đánh xuống nổi. Cam Châu bây giờ đã là thị tỳ tâm phúc nhất của nhạn cơ. Thế nhưng nàng chưa bao giờ đánh ai, nên không hề biết phải đánh như thế nào, Tân Nguyệt vội vàng kêu lên, phu nhân. Phu nhân. Cầu xin phu nhân tha thứ, nhạn cơ nổi giận kêu lên, Cam Châu. Ngươi còn đợi gì nữa, chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị không nghe lời ta nữa hay sao? Đánh cho mau, dạ, cam châu kinh hoảng, lập tức đưa tay quất xuống, tác liên tiếp vào hai bên má vân na, nô đạt hải không còn kềm chế mình nổi nữa, chàng sông lên phía trước, đưa tay ra kéo lấy cánh tay cam châu, miệng gầm lên thật to, ủ rồi, không được đánh nữa, gia lễ gì như thế, gia quy gì như vậy, ta biết rồi, cái gọi là gia lễ này chẳng qua chỉ là một màn kịch hoạt náo được dựng lên màn kịch này diễn đến đây đã đủ rồi có làm lễ hay không đều không cần thiết nữa tân nguyệt không cần phải dân trà nữa chúng ta đi tân nguyệt kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn nô đạt hải ánh mắt nàng dân đầy sự khẩn cầu quay người lại nàng quỳ ngay xuống trước mặt nô đạt hải nói bằng một giọng bi ai đại nhân buổi lễ này có một ý nghĩa rất quan trọng đối với tiện thiếp xin đại nhân cho phép hoàn tất nó nô đạt hải kinh ngạc trố mắt nhìn tân nguyệt trong lòng cảm thấy nhói đau tân nguyệt tại sao em lại điên cuồng đến như thế tại sao lại xem trọng cái địa vị tỳ thiếp này đến như thế chàng ngạc nhiên đứng thẫn thờ nơi đó chưa biết phải phản ứng như thế nào lão phu nhân thấy tình hình bất ổn bèn cất tiếng nói uy nghiêm thôi được rồi đáng bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi tiếp tục hành lễ đi Vân Na. Ngươi còn không mau đứng dậy, giúp Tân Nguyệt dân trà, Vân Na nuốt lệ ngậm đau, vội vàng đứng dậy. Lão phu nhân lại gọi Nô Đạt Hải, con cũng mau trở về chỗ ngồi đi. Nô Đạt Hải mặt mày xanh mét, trở về chỗ ngồi của mình, Tân Nguyệt cũng vội vàng đứng dậy, sửa sang lại xiêm y, tóc nàng và mặt nàng đều đang rõ nước, lúc này không thể nào phân biệt được đó là mồ hôi hay là lệ, là trà hay là nước. Vân Na và Nghiên Nhi vội vàng rót lại chung trà để trở vào khay trà, Tân Nguyệt lại đưa tay bưng lấy, tiếp tục dâng trà cho những người còn lại, Tân Nguyệt đứng dừng trước mặt Dực Viễn, Tân Nguyệt dâng công tử chung trà, Dực Viễn không dám nhìn Tân Nguyệt, đưa nhanh tay ra chụp lấy chung trà. Động tác vừa nhanh vừa gấp, bàn tay cầm chung trà run lẩy bẩy, không chịu nghe theo mệnh lệnh, chàng cảm thấy trong lòng phiền muộn, ý nghĩ loạn cuồng, lại lập tức để chung trà lại trên khay như thể trong chung trà đó có một con vật gì sống sẽ cắn mất bàn tay của chàng tân nguyệt dân tiểu thư chung trà chung trà cuối cùng của tân nguyệt được dâng cho các lâm lúc này các lâm cũng không còn phân biệt được cảm giác của mình đối với tân nguyệt là oán hay là hận là giận dữ hay là thương xót nhìn thấy trên đầu trên cổ nàng bám toàn những giọt nước nhìn thấy ánh mắt nàng đông đầy lệ các lâm cảm thấy cổ họng mình như có một cục gì to tướng nằm chặn ở đó nàng đưa tay nhận lấy chung trà, uống một hơi cạn sạch. Lão phu nhân thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, bà nói thật nhẹ, xong rồi, tân nguyệt dân xong chung trà cuối cùng, không biết mình phải làm thêm gì, nàng cố gắng đè nén nước mắt, đứng ở đó, đôi mắt trưng trưng lệ. Nô Đạt Hải tặng hắn lên một tiếng thật to, gọi, ba đồ, tổng quản ba đồ đứng đó ngẩn ngơ nhìn mọi việc xảy ra, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Vội vàng cao giọng kêu to, lễ xong. Đốt pháo, tiếng pháo trúc nổ vang lên lóc bóp, dưới sự dịu đỡ của Vân Na và Nghiên Nhi, Tân Nguyệt bước từng bước loạn choạng đi ra khỏi khu đại sảnh huy hoàng tráng lệ đó. Phía ngoài, bọn A Hoàng, nô bộc trong nhà đang đứng xem lễ đều im lặng như tờ, từng cặp, từng cặp mắt nhìn trừng trừng vào nàng, không biết là đồng tình thương hại hay chê trách. Phía sau lưng nàng, tiếng nói thanh tao, trong trẻo của nhạn cơ vang lên, ác luôn cả tiếng pháo nổ đi đùng, vọng đến bên tai nàng thật rõ ràng, từ đây, mọi người phải nhớ rằng, đó là Tân Nguyệt Di Thái của nhà chúng ta. Ai mà không chú ý, còn gọi là quận chúa Tân Nguyệt là tự rước đòn vào thân đấy nhé. Nhà chúng ta chỉ có Tân Nguyệt Di Thái, chứ không có quận chúa Tân Nguyệt. Chương 9 đến đây là hết, mời bạn xem tiếp chương 10 ở video tập 4. Bạn bấm nút subscribe, đăng ký đó là nghĩa cử ân tình nhất, quê hương chen nộ cảm ơn bạn thật nhiều.